Tao nghe nói người yêu mới của mày chiều chuộng mày lắm à? Dĩ nhiên. Thế thì chúc mừng mày. Hôm trước tao đã thấy qua anh ta rồi. Trông cũng khá đẹp trai, phong độ đấy. Lần này mày nên trân trọng. Suy cho cùng thì anh ta vẫn nghèo. Hơi chán. Mày nói như vậy là không đúng rồi. Hai người còn trẻ, sự nghiệp phía trước còn dài, còn cơ hội thăng tiến. Mày lo cái gì? Kể ra cái xã hội này cũng lạ thật. Lúc trẻ cần nhiều tiền để lo cái này, lo cái kia, thì lương lại thấp tè tè ra. Khi về già thì lương lại cao chót vót. Mà ta cũng không hiểu người già cần phải chi tiêu cái gì mà lại cần lương cao. Sao không đổi ngược lại, có phải tốt không nhở? Nói như mày ấy, già rồi mày không có gia đình, con cháu à? Không có cái gì để lo à? Thì ta vẫn cần phải lo cho bản thân mình hơn. Sao thế? Mày thấy tao nói không đúng à? Tao thấy mày tất cả mọi thứ đều tốt. Thế nhưng mà mày đòi hỏi nhiều quá. Cuộc sống này vốn dĩ không dễ dàng. Mình nên chấp nhận với những cái mà mình đang có mới là hạnh phúc. Mày nhìn tao đi. Tao vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Tại sao lại không được đòi hỏi? Tùy mày nghĩ. Đó chỉ là ý kiến của tao thôi. À mà mày đi gì đến đây? Có cần tao đưa mày về không? Thôi, không cần đâu. Tao gọi anh Cường đến đón. Không phải khi sáng mày bảo anh ấy đi làm tăng ca cơ mà. Tăng ca thì tầm này cũng về rồi. Đến đón tao đi ăn là hợp lý. Anh Cường, anh sắp xong chưa? Nhiều quá em ạ. Bà trưởng phòng bắt anh làm thêm, có khi chiều mới xong. Cái bà này, sao cứ bắt anh làm thêm việc suốt thế? Anh phải nói lý lẽ với bà ấy chứ. Nói làm gì để đâm ra cãi nhau. Mình là nhân viên cơ mà. Sếp bảo gì thì mình làm nấy đi cho lành. Anh cứ hiền như thế, bảo sao bị bắt nạt. Thôi, để em giúp anh. Ừ, anh nghe đây. Anh qua quán cà phê rồi đón em đi ăn nhá. Anh còn chưa xong việc. Hay là em bắt xe ôm đi đi. Em có người yêu thì em bắt xe ôm làm cái gì? Em không nói nhiều đâu. Anh thu xếp công việc thế nào thì mặc kệ anh. Em vẫn chờ anh ở đây đấy nhá. Người yêu anh gọi à? Ừ, cô ấy bảo anh đến đón. Nhưng mà anh đã xong việc đâu. Khổ thế chứ lại. À, mà em làm việc xong rồi đúng không? Thôi được rồi, anh để đấy em làm cho. Đi đón người yêu đi. Vậy anh cảm ơn em. Khi nào em rảnh anh mời em cà phê sau nhé. Vâng, anh đi đi, không chị đợi. Vâng, chúng ta về thôi. Anh làm cái gì mà lâu thế? Em đợi anh 5 phút rồi đấy. Anh xin lỗi, tại đường giờ này tắc quá. Anh lúc nào cũng lý do. Mà anh bảo với em là anh đổi xe bao nhiêu lần rồi, tại sao anh vẫn chưa đổi? Bây giờ người ta không đi ô tô thì người ta cũng đi xe ga rồi, chứ không ai đi con xe cà tàng như anh cả. Anh cũng định đổi, thế nhưng mà dạo này nhiều việc cần tiền quá. Anh dồn mãi chưa đủ. Nếu như anh cần tiền á thì anh bảo em. Tại sao anh phải khổ như thế? Không cần đâu. Ai lại vay tiền bạn gái bao giờ? Anh tự lo được mà. Em chịu khó thêm thời gian nữa nhé. Vậy chúng ta đi ăn hải sản nhé. Anh bị dị ứng. Hay là mình đi ăn cái khác đi. Nay em muốn ăn tôm hùm. Em không muốn ăn cái gì khác cả. Ừ, vậy thì đi ăn hải sản. Thế còn anh? Nhà hàng hải sản chắc là có cả mì tôm em nhỉ? Đương nhiên. Chúng mình đi đi, em đói lắm rồi. Em đội mũ vào. Mặt anh đang bị thế kia thì để hôm khác mời em cà phê cũng được. Vội vàng làm gì? Anh bị nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Thế hôm qua anh ăn hải sản đúng không? Ừ. Em biết anh bị dị ứng khi ăn hải sản á? Chuyện này ngày trước đi liên hoan công ty chẳng phải anh nói với em rồi mà. Sao anh nhanh quên thế? Anh sao đấy? Người ngoài như em còn nhớ, thế mà Vân chả nhớ gì cả. Chán thật đấy. Em có phải người ngoài đâu, em là bạn anh mà. Chẳng lẽ con gái khi yêu đều thế à? Cứ bắt người yêu làm theo ý mình mà chẳng thèm quan tâm họ thích hay là không. Cũng tùy người thôi. Người ta chả bảo yêu là cùng nhìn về một phía đấy à? Đấy là sự hòa hợp đấy anh. Em cũng ý tứ gớm nhỉ. Chẳng lẽ em cũng thấy anh và Vân không hợp à? Anh cũng biết rồi còn hỏi. Nhìn anh... Em nói thật nhá, em thấy anh giống như tay sai của chị Vân đấy. Đến là khổ. Nhưng mà cũng chẳng sao. Người ta bảo yêu là phải hy sinh mà. Vì người mình yêu cũng là một cách yêu đấy thôi. Anh ơi, chủ nhật này sinh nhật thằng Hùng, anh đưa em đi nhá. Hùng á? Có phải cậu bạn thời cấp 3 của em không? Anh làm người yêu em cái kiểu gì mà bạn em mà anh cũng biết. Thế bạn bè anh là những ai? Em có biết hết không? Chuyện này thì bao giờ cưới thì em sẽ biết. Em, đợi đã. Chủ nhật này anh bận rồi. Anh vừa nói cái gì cơ? Chủ nhật này công ty anh tổ chức liên hoan chào mừng giám đốc mới, nên là anh không bỏ được. Một ông giám đốc lạ hoắc mà anh coi trọng hơn cả bạn em cơ à? Vấn đề ở đây không phải là ai hơn ai kém, mà ông ấy là sếp. Đây là hoạt động chung của công ty. Anh cũng vì công việc thôi mà. Anh trình bày nhiều thế. Cứ làm như em là trẻ con ấy mà không hiểu gì. Vậy em thông cảm cho anh nhé. Dù sao thì anh cũng chỉ là nhân viên quèn thôi. Anh có nghỉ à, cũng không ai thèm quan tâm đâu. Tuy là thế, thế nhưng mà công ty nhiều người biết anh. Bây giờ mà không thấy anh sợ... Lúc nào anh cũng sợ này sợ nọ. Thế anh không sợ em buồn à? Anh là đàn ông cái kiểu gì đấy? Thì anh đang cố gắng vì tương lai của chúng ta thôi. Em không cần biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà em đã nói với Hùng và bạn em rồi. Chủ nhật anh phải đưa em đi. Thế này đi, anh đưa em đến chỗ bạn bè, chào hỏi họ, rồi anh đến công ty. Em thấy thế nào? Anh đến xong thì anh đi. Thế anh đến làm cái quái gì? Một là em, hai là công việc. Anh chọn cái nào thì tùy. Sao vậy? Ai lại chọc giận mày à? Ông Cường chứ còn ai vào đây nữa. Anh Cường á? Anh ấy chiều mày thế còn gì nữa à? Thì cái chuyện cuối tuần sinh nhật mày ấy, công ty ông ấy chào mừng giám đốc mới nên ông ấy muốn đến công ty. Cũng là công việc mà. Ta không trách anh ấy đâu. Việc cái con khỉ gì. Tình cảm bạn bè mới là quan trọng. Không làm chỗ này thì mình làm chỗ khác. Có cái quái gì đâu mà phải sợ. Nói vậy là mày bắt ép anh ấy đến sinh nhật của tao đúng không? Sao? Không được à? Nếu vậy anh ấy đến chỗ tao cũng đâu vui vẻ gì. Mày nghĩ tao vì chuyện ấy mà vui à? Sao mày cứ suy nghĩ nhiều làm cái gì? Tao lỡ hứa với bọn mày rồi thì tao phải bắt ông ấy đi bằng được. Mày là một chuyện. Còn bọn thằng Dương với cái Nhiên nữa, nhỡ nó hỏi tao là người yêu đâu thì tao bảo người yêu tao đi ăn liên hoan công ty rồi bỏ tao một mình à? Vậy mày bắt anh ấy theo ý mình rồi, sao còn khó chịu? Ai bảo anh ta cứ đòi đến công ty. Ta mà không căng lên á, ông ấy còn lâu mới đi. Mày không đi làm nên mày không biết. Ở công ty lúc nào cũng nhiều áp lực. Ý mày là sao? Không có gì. Chẳng qua là ta không muốn mày tạo áp lực cho người yêu mày thôi. Chuyện của tao, tao khắc tự biết cân nhắc. Không cần mày phải lo đâu. Giờ cũng muộn rồi, tao phải đi về trước đây. Hẹn mày chủ nhật nhá. Mày lại gọi anh Cường đón à? Alo anh ạ. Anh đến quán cà phê hôm trước đón em về nhá. Thì em đi uống cà phê với bạn chứ em đi đâu. Không, em có người yêu. Tại sao em phải bắt xe công nghệ? Thế nhá. Ông này như kiểu thân lừa ơ nặng ấy. Nói nhẹ thì không bao giờ chịu nghe. Cứ phải cáu lên mới chịu cơ. Bực hết cả mình. Hùng à, em đi dạo à? Vâng. Mà sao anh lại ở ngoài này một mình thế này? Vân không đi cùng anh à? Chuyện sinh nhật cậu hôm trước ấy, công ty có việc bận, có người gọi nên là tôi đi mất một lúc. Chắc là Vân vẫn còn giận tôi lắm. Cái Vân cũng thật là. Anh ở đó cả ngày, tính ra rời đi có 2 tiếng chứ mây. Để hôm nay em nói chuyện với nó. Thôi, không cần đâu. Cô ấy giận tôi mấy hôm rồi sẽ hết ngay mà. Tôi quen rồi. Chính ra yêu được Vân, anh cũng có cả một bầu trời kiên trì đấy. Con gái mà, giận dỗi vu vơ là chuyện thường tình thôi. Đâu có ghê gớm như cậu nói đâu. Mà cậu chơi với Vân từ nhỏ đúng không? Anh yên tâm, em với Vân chỉ là tình cảm bạn bè thuần túy thôi. À, tôi không có ý đó, chẳng qua tôi tò mò chút thôi. À, trước đó Vân đã yêu ai chưa? Chuyện này sao anh không hỏi Vân? Hỏi trực tiếp như vậy không được hay lắm. Thì cũng được 2-3 mối tình gì đó, nhưng chỉ được vài tháng rồi chia tay thôi. Tại sao vậy? Chuyện đó anh hiểu rõ hơn em mà. Để em nói thẳng ra thì lại không hay. À thôi, em về đây. Có cơ hội anh em mình ngồi cà phê nhé. Nhất định rồi. Chị Vân hết giận anh chưa? Em xin lỗi nhá. Tại vì hôm đó bà trưởng phòng nhất định đòi gặp anh nên em mới phải gọi. Em nói cái gì vậy? Anh cảm ơn em còn không hết, trách móc cái gì? Vâng. À, hay là anh để em đi gặp chị Vân, nói chuyện với chị ấy xem sao. Biết đâu chị ấy hiểu ra thì sao? Không cần đâu. Vân, sao em lại đến đây? Ai đây? À, đây là Quỳnh, đồng nghiệp cùng phòng với anh. Đồng nghiệp thôi à? Sao tôi nhìn hai người có vẻ thân thiết thế? À, chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Tôi với anh Cường không như chị nghĩ đâu. Mày biết tao nghĩ gì à? Quỳnh muốn làm gì em đâu. Tại sao em lại bất lịch sự như vậy? Anh ngang nhiên đi với gái còn bảo tôi bất lịch sự á? Anh là người yêu tôi cái kiểu gì đấy? Em đừng có quá đáng. Bọn anh làm cùng phòng, vừa hết giờ làm việc đi cùng một đoạn thì có làm sao? Tôi nhìn con danh này có vẻ rất thích anh đấy. Hơn nữa nó còn rất bố láo. Này, chị vừa phải thôi. Làm sao? Bị tao nói trúng tim đen rồi à? Đủ rồi. Em định làm cái trò gì vậy? Làm cái đầu anh ấy. Tôi là người yêu của anh. Tại sao anh dám bênh cô ta trước mặt tôi? Em là người yêu anh chứ không phải mẹ của anh. Được. Giữa tôi và con danh này thì anh chọn ai? Tại sao em lại cứ bắt ép người khác làm theo ý mình chứ? Chúng ta đi thôi. Này, anh mà không đứng lại tôi chia tay anh đấy. Được, anh với em chia tay đi. Anh chịu đựng em như vậy là đủ rồi. Anh nói cái gì cơ? Này, em chỉ do anh thôi mà anh chia tay em thật à? Tôi đã bảo với cậu rồi mà cậu không nghe. Tình yêu không phải là thứ để thử thách đâu.